Hôm trước có một cô giáo ở trong team của mình thực hiện hoạt động tái chế giấy và mình đã đăng cả video lẫn giáo án lên trên kênh và có rất nhiều bạn hỏi quy trình. Thực ra quy trình này khá là đơn giản và các bé 4 5 tuổi cũng có thể thực hiện được. Cái quan trọng là trong quá trình thực hiện thì các bé sẽ được khám phá rất là nhiều các hoạt động, các bé kiên nhẫn và thực hiện rất là nhiều kỹ năng. Và quan trọng nhất là trong dịp 20 tháng 10 này thì đây có thể sẽ là một món quà ý nghĩa dành cho cô, dành cho mẹ và dành cho bà của các bé. Các cô có thể áp dụng trong các cái hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 10.